vui vì được gặp lại các bạn nhỏ trong sân chơi Ai Hay Hơn Ai của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Các bạn thân mến, chương trình chúng ta được phát sóng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần với 3 phần thi quen thuộc, đó chính là phần thi kiến thức lịch sử, phần thi năng khiếu và phần thi em tập làm họa sĩ. Đây chính là 3 phần thi chính dành cho các bạn nhỏ khối tiểu học. Và với 3 phần thi này, hãy cùng chị Hân chào đón hai đội chơi tham gia trong sân chơi ngày hôm nay. Đó chính là đội Qua Học Trò và đội Cầu Vồng. Chúng ta sẽ cùng làm quen với những thành viên của đội Qua Học Trò nhé. Chị xin chào các bạn nhỏ đội Qua Học Trò. Chúng em chào chị. Và các bạn hãy giới thiệu cho đội mình đi nào. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Lan Anh. Mình đang là học sinh lớp 5 năm trường tiểu học thị trấn Hữu Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ trở thành một cô giáo tài giỏi. Đội của mình tên là Hoa Học Trò và đây là thành viên thứ hai của đội. Xin chào các bạn, mình tên là Lê Thanh Vy, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học thị trấn Hữu Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ là một cô giáo dạy giỏi và đây là thành viên thứ ba của đội. Xin chào các bạn, mình tên là Trịnh Thị Hoàng Yến, học sinh lớp 5-3 trường tiểu học thị trấn Hữu Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ là một kỹ sư tài giỏi và đây là thành viên cuối cùng của đội mình. Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thành Ý Chung, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học thị trấn Hữu Thừa. Ước mơ sau này của đội mình là một phi hành gia. Đội của chúng mình hôm nay đến đây, mong các bạn cổ vũ cho chúng mình. Có những ước mơ là cô giáo rồi phi hành gia nè. Không biết thế thì các bạn nhỏ của đội Cầu Vồng như thế nào? Hãy cùng chị Hân làm quen với những bạn ấy nhé. Xin chào các bạn đến từ đội Cầu Vồng. Chúng em chào chị. Bây giờ thì chị cũng rất là muốn nghe đội Cầu Vồng sẽ giới thiệu về đội của mình. Xin mời các em. Xin chào các bạn, mình tên là Hà Sa Bình, học sinh lớp 5-6 trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ là một bác sĩ tài giỏi. Đội của mình tên là Cầu Vồng và đây là thành viên thứ hai của đội mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quỳnh Ngọc Trâm, học sinh lớp 4-2 trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa. Ước mơ sau này của mình lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi và đây là thành viên thứ ba của đội mình. Xin chào các bạn, mình tên là Trịnh Đức Anh, học sinh lớp 5-6 trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ trở thành một kỹ sư tài giỏi và đây là thành viên cuối cùng của đội mình. Xin chào các bạn, mình tên là Đặng Huệ Mẫn, học sinh lớp 5-6 trường tiểu học thị trấn Hữu Thừa. Ước mơ sau này của mình sẽ trở thành một kế toán thật giỏi. Đội chúng mình đến đây với tinh thần giao lưu và học hỏi đội bạn. Thân mến, chúng ta vừa đến với phần tự giới thiệu của đội Cầu Vồng và đội Hoa Học Trò, cả hai cùng đến từ thị trấn Thủ Thừa. Và trước khi xem cả hai đội này thi thố như thế nào qua 3 phần thi của chương trình, thì chị Hân xin mời các em cùng đến với những vị giám khảo quen thuộc trong sân chơi của chúng ta. Xin được giới thiệu chú Nguyễn Văn Tiện, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa. Tiếp theo đó chính là cô Thu Hương, giảng viên thanh nhạc. Và cuối cùng trong thành phần ban giám khảo đó chính là họa sĩ Đào Long. Bây giờ chị Hân mời các em cùng bắt đầu với phần thi đầu tiên dành cho đội Hoa Học Trò và đội Cầu Vồng, đó chính là phần thi kiến thức lịch sử. Ở phần thi kiến thức lịch sử này thì vẫn là những câu hỏi về kiến thức lịch sử về thị trấn Thủ Thừa dành cho đội Hoa Học Trò và đội Cầu Vồng. Không biết thì đội Học Trò các em đã chuẩn bị sẵn sàng cho phần thi này chưa? Dạ rồi. Các em có tự tin không nào? Tự tin. Với phần tự tin đó thì chị Hân mời các em cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho đội của mình. Có nội dung như sau. Các bạn hãy cho biết chùa Kim Cang được thành lập vào thời gian nào? Xin mời. Thưa chị, chùa Kim Cang được thành lập vào năm 1820. Và một câu hỏi liên quan đến chùa Kim Cang, đó chính là bạn hãy cho biết ban đầu thì chùa Kim Cang có tên gọi là gì? Thưa chị, ban đầu chùa Kim Cang còn có tên gọi là chùa Phúc Long. Các bạn của đội Hoa Học Trò trả lời rất là nhanh và rất là tự tin cho chảy nữa. Không biết thì có thành viên nào bổ sung cho đáp án vừa rồi không? Nếu không có thì xin chúc mừng đội Hoa Học Trò. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo dành cho đội Cầu Vồng. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Dạ rồi. Mời các bạn cùng nghe câu hỏi của mình. Câu hỏi dành cho đội Cầu Vồng có nội dung như sau. Các em hãy cho biết trận tiêu diệt tên Tây Ngựa diễn ra vào thời gian nào? Thưa chị, thời gian tiêu diệt tên Tây Ngựa là ngày 20 tháng 2 năm 1951. Một câu hỏi liên quan đến trận Tây Ngựa đó là em hãy cho biết
Địa điểm ta diệt tên tay ngựa. Kính thưa ban giám khảo, kính thưa chị. Địa điểm ta tiêu diệt tên tay ngựa là ngọn mương khu vực Đập Sen, ngọn mương Huấn, thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Hữu Thừa. Các bạn thành viên đội cầu vồng có bổ sung cho đáp án vừa rồi không? Nếu không có thì xin chúc mừng đội cầu vồng và đội hoa học trò đã hoàn thành phần thi kiến thức lịch sử. Bây giờ là phần quan trọng, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận xét về điểm số từ giám khảo Nguyễn Văn Thiện. Trước hết thì tôi xin chào và chúc mừng cái phần trả lời của các em thuộc dự thi thuộc đội hoa học trò và đội cầu vồng. Thay mặt cho ban giám khảo thì tôi xin có vài nhận xét như sau. Thứ nhất là về phần trả lời của các bạn, các em thuộc cái đội hoa học trò, thì câu hỏi dành cho các em là một số thông tin về chùa Kim Cang, thì các em cũng trả lời về được về cái thời gian thành lập, rồi cái tên gọi đầu tiên của chùa Kim Cang. Thì chùa Kim Cang á, hiện là một trong 104 di tích lịch sử văn hóa của tỉnh Long An. Thì chùa được Ủy ban dân tỉnh xếp hạng vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Chùa Kim Cang thì được thành lập vào khoảng năm 1820. Ban đầu thì chùa có tên là chùa Phước Long. Sau đó thì khoảng năm 1860 á, chùa được đổi tên thành chùa Kim Cang và tên gọi đó được giữ nguyên cho tới hiện nay. Chùa Kim Cang từng là một cái trung tâm Phật giáo và nơi đào tạo tăng tài cho vùng đất Long An nói riêng và Nam Bộ nói chung. Ngoài ra, chùa Kim Cang còn là một cái trung tâm in ấn và phát hành kinh sách lớn ở Nam Bộ vào cái thời điểm thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Hiện nay thì chùa vẫn còn giữ nhiều bản in bằng gỗ để in kinh của Phật giáo rất là quý. Đối với cái đội cầu vồng thì ban giám khảo đưa ra câu hỏi đối với các em là thời điểm mà diệt tên tay ngựa, thì các em đã cũng trả lời chính xác cái này. Tuy nhiên thì tôi cũng xin cung cấp thêm một vài thông tin về cái trận diệt tên tay ngựa. Thì tên tay ngựa đó có tên chữ Pháp tên là Bút Xê, là một quan ba, tức là bây giờ gọi là đại quý. Tên này là chỉ huy quân Pháp đóng ở Bóc Dầm Thủ từ năm 1948, là trong kháng chiến chống Pháp. Hắn có cái thể hình to cao chạy nhanh và thường lợi dụng cái lợi thế này để rượt đuổi, bắt bớ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ta. Vì thế mà nó chạy nhanh như ngựa đó, cho nên là nhân dân thường gọi hắn là tay ngựa. Thì trong vòng 2 năm, từ năm 1948 tới 1950, thì tên này đã bắt bớ sát hại hàng trăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ của ta ở cái khu vực Thủ Thừa. Vì thế mà bộ đội của Trung đoàn 120 và du kích xã Mỹ Lạc Thạnh, lúc đó là Mỹ Thạnh nhập lại đó, gọi là Mỹ Lạc Thạnh đó, đã tổ chức tiêu diệt tên tay ngựa vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mão, tức là ngày 20 tháng 2 năm 1951. Về điểm số thì tôi xin tặng cho đội hoa học trò 10 điểm và đội cầu vồng thì ít hơn một chút, được 9,5. Thì xin chúc mừng các em. Xin cảm ơn giám khảo của Văn Thiện. Các em thân mến, chúng ta vừa đến với phần thi kiến thức lịch sử với những thông tin về địa danh chùa Kim Cang cũng như là trận tiêu diệt tên tay ngựa. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì các em cũng đã hiểu hơn về những địa danh ở huyện Thủ Thừa. Và khép lại phần thi kiến thức lịch sử, chị mời các em cùng đến với phần thi tiếp theo trong sân chơi ngày hôm nay, đó chính là phần thi năng khiếu. Ở phần thi năng khiếu này, đây là một trong những phần thi được chúng ta rất là chờ đợi trong sân chơi Ai Hay Hơn Ai, bởi vì các bạn nhỏ sẽ gửi đến chúng ta những tiết mục mà cả hai đội đã chuẩn bị trước. Thế thì không biết là đội hoa học trò các em đã chuẩn bị tiết mục gì trong sân chơi hôm nay? Thưa chị, đội em đại diện cho đội hoa học trò sẽ hát bài Tia Nắng Hạt Mưa, sáng tác Khánh Vinh, thơ Lệ Bình. Ca khúc Tia Nắng Hạt Mưa từ đội hoa học trò. Thế còn đội cầu vồng, các em sẽ gửi đến ca khúc gì? Thưa chị, em đại diện cho đội cầu vồng, em hát bài Tụ Trường, sáng tác Quỳnh Hợp. Bây giờ với bài Tia Nắng Hạt Mưa cùng với bài Tụ Trường, xin mời các bạn cùng theo dõi phần thi năng khiếu của học trò và cầu vồng nhé. Hình như trong thần tia nắng có nét tên nghịch bạn trai,
Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái. Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng vàng. Hình như trong từng hạt mưa có dòng lũ hút đông lại. Thank you.
hai cây lâu sau chào đón nhịp bước hân hoan cùng tuyệt trường mùa thu rộn rã trong veo mơ chắp cánh cờ bay trong nắng sân trường phường một lá non trang sách tinh khôi ngày đầu đèn lơ vào năm học mới gặp thầy gặp bạn mau niềm nhớ mong sân trường ngập tràn áo dài thướt tha trong trường ngoài hiên gọi mời chân trời. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những tiết mục năng khiếu của đội Hoa học trò và đội Cầu Vồng, những ca khúc rất hay, rất quen thuộc với lứa tuổi học trò. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cô Thu Hương nhận xét và cho điểm số về phần thi năng khiếu vừa rồi của cả hai đội. Rồi cô có một cái lời khen ngợi đầu tiên dành cho cả hai đội Hoa học trò lẫn Cầu Vồng. Cả hai đội đều hoàn tất và thể hiện khá tốt tiết mục năng khiếu của mình. Với bài hát Tia Nắng Hạt Mưa mà Lan Anh vừa rồi đã thể hiện thì cô nhận xét là ưu điểm của Lan Anh có cái là giọng hát của con cũng khá là dễ thương, và Lan Anh đã thể hiện cái giai điệu của bài hát tương đối là chính xác. Cô dùng chữ tương đối ở đây là cô muốn nhắc nhở thêm Lan Anh là cái chỗ là như thế này nè. Mặc dù cái bài Tia Nắng Hạt Mưa này là bài của khối trung học cơ sở, tuy nhiên ở lứa tuổi tiểu học, nhưng mà Lan Anh đã cố gắng để thể hiện bằng hết sự cố gắng của mình rồi đó. Tuy nhiên nó vẫn có những cái mà nó vượt quá cái tầm cử giọng ở cái lứa tuổi mình. Và ở cái phần sau thì phần sau hình như là Lan Anh đã biểu diễn và đã thấy là mình đã bị chệch chọt trong cái cao độ, cho nên cái phần sau mình lại thiếu tự tin, dẫn đến cái chỗ là mình cũng bị hơi bị sai nhịp ở cái phần sau. Phần đầu thì tốt. Một cái nữa mà cũng muốn góp ý với Lan Anh là không có buồn. Hát cho nó tươi lên. Mình nói là đừng buồn bạn ơi, bạn nhé gì trong bài hát, mà chính bản thân người hát lại buồn. Cho nên thành ra cô nghĩ sân chơi hôm nay cũng buồn lây với Lan Anh rồi đó. Nhá con. Cho nên bài hát phải cho nó vui hơn, tươi hơn, thì cô nghĩ là sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn với giọng hát của Gia Bình trong bài Tự Trường, thì phải nói là Gia Bình sở hữu một giọng hát đẹp, rất đẹp, và còn có tiềm ẩn có một giọng hát triển vọng về sau. Giọng hát thánh thoát, và cái quan trọng là cô thấy Gia Bình có cái cảm nhịp tốt, hát rất tự tin, phong cách thì tự nhiên. Có điều là Gia Bình có một cái mà Gia Bình phải rút kinh nghiệm là cứ hát cái âm, phát âm ra cho nó tự nhiên. Gia Bình đừng có gò âm lại ha, đừng có ngậm âm và gò âm, thì như vậy thì nó hạn chế đi cái phần thể hiện cái giọng hát của mình. Đó. Cái phần minh họa cũng sinh động, và cô cho rằng là cái sự hài hòa giữa người hát và người minh họa tương đối là có nhịp nhàng, và cũng tạo nên được một cái sinh động trong sân chơi của chúng ta hôm nay. Điểm số cô quyết định như thế này: 8,5 cô xin dành tặng cho Lan Anh, và Gia Bình 9,5. Xin cảm ơn và chúc các đoàn viên học tốt hơn nữa. Xin được cảm ơn giám khảo Thu Hương. Các em thân mến, khép lại phần thi đầu tiên thì đội Hoa học trò dẫn trước số điểm, và ở phần thi thứ hai, phần thi năng khiếu này, thì đội Cầu Vồng này dẫn trước số điểm, và ở phần thi thứ ba, phần thi cuối cùng trong sân chơi ngày hôm nay, thì số điểm của cả hai đội như thế nào đây? Vâng, mời các em cùng đến với phần thi Em Tập Làm Họa Sĩ. Các em thân mến, cứ mỗi số phát sóng ở phần thi Em Tập Làm Họa Sĩ thì chúng ta lại nôm nao chờ đợi xem là những đường nét phát thảo dành cho các đội là những đường nét như thế nào. Vậy hôm nay thì đường nét phát thảo dành cho đội Cầu Vồng và đội Học Trò cũng là những đường nét ngộ nghĩnh. Không biết là với hai đường nét này có làm khó cho ý tưởng của cả hai đội không? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần thi Em Tập Làm Họa Sĩ của Cầu Vồng và Hoa Học Trò để xem các bạn ấy sẽ gửi đến chúng ta những bức tranh như thế nào nhé. Sau thời gian hồi hộp chờ đợi thì đội Cầu Vồng và đội Hoa Học Trò cũng đã hoàn thành bức tranh của mình. Dây tưởng là bức tranh phong cảnh. Bên đội Cầu Vồng thì từ đường nét phát thảo cho trước mặt ấy vẽ những chú chim rất là ngộ nghĩnh. Bên cạnh đó thì đội Hoa Học Trò gửi đến chúng ta một chú bướm cũng rất là đáng yêu. Không biết thì hai bức tranh này sẽ nhận được điểm số như thế nào từ họa sĩ Đào Long. Chúng ta hãy cùng nghe nhận xét các em nhé. Xin chúc mừng các hai đội, chúng ta vừa hoàn thành phần dự thi Em Tập Làm Họa Sĩ của mình. Trước mắt chúng ta là hai bức tranh. Một bức tranh các em thể hiện chú bướm trong vườn hoa, có phong cảnh, có núi non, có cây cối, mây trời.
Và đội cầu vồng chúng ta thể hiện bức tranh có những chú chim, có những bông hoa, và một cái phong là phong cảnh của phía sau. Nét vẽ của cả hai đội chúng ta thì rất là trong sáng. Về vấn đề tạo hình cũng vậy, các em tạo hình những chú chim, những chú bướm thì rất là ngộ nghĩnh. Nhưng về cái độ sinh động của từng bức tranh thì ở đây tôi cảm thấy đội cầu vồng chúng ta thể hiện bức tranh sinh động hơn. Vì thế tôi quyết định tặng điểm 8,5 cho đội cầu vồng và điểm 8 cho đội hoa học trò. Xin chúc mừng cả hai đội. Các em thân mến, với điểm số của họa sĩ Đào Long dành cho hoa học trò và cầu vồng trong phần thi vừa rồi cũng đã giúp cho đội cầu vồng trở thành đội thắng cuộc trong sân chơi ngày hôm nay với tổng số điểm là 27,5 điểm. Xin chúc mừng đội cầu vồng. Còn đội hoa học trò thì các em cũng đã cố gắng hết sức rồi và các em chỉ thua đội cầu vồng chỉ có 1 điểm thôi. Qua 3 phần thi các em đã mang về cho đội của mình với tổng số điểm là 26,5 điểm. Xin chúc mừng đội hoa học trò. Bây giờ xin mời cả hai đội sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận những phần quà của chương trình. Và xin mời đại diện giám khảo sẽ trao những phần quà này cho cả hai đội. Các em thân mến, và xin chào, chúng ta đã kết thúc tại đây rồi. Chị hân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.